bà đấy cứ chia bạt đầy nè chùm ngư vậy sao mà nó cứ ổn pro mình bong ấy cứ gọi ổn cứ nhom nhom hai ổn pro à, có đại dụ tại sao bắt sắp rắm hay chư pi chân nam à toàn chia tề chẳng hạn nè mà khi có xong mơ gọi tới đại xa xong xong mơ đầy đến đại xa gọi comment lên cao video để khi nhom về về đường nè chứa nè chẳng tới trong khơi các lần này ní chỉ riêng chùm lại nhé bà bà tay nó riêng chùm lại không bị bà tay tu từ để chỉ tu tới nẹ chứ cứ miên bằng hai lượt sai chỉ vật chẳng á bà chẳng cứ đại chuyên mà có đại chuyên có đất lượt ở trong ruột thì hai đại sản nằm bà con nó trở bị mặc hàng hai nấy cứ đại sản nằm bà con chẳng á đại sản nằm bà con đại sản nằm bà con dương mơ tới ở phải khơi bằng hà mà này chẳng á nè và đại số anh mơ tới chục bạc tại một đoạn này dừng ngồi khơi chẳng á hỏi bọn bốn nơi từ thuộc nhóm tháng lúc có đủ mơ chú ấy nhìn mơ sẽ đám mơ chú ấy nhìn mơ sẽ đám mơ tiền pì tiền chú ấy tiền sẽ đám còn tay dương ao ạ thì phép lời đại sẽ đám không nông cả là nấy đại số anh miền bành hát dương tạo lọc mà mơ đại số anh chẳng á nè chẳng khi nhóm xong bình dô tha chia tu tử và chia tu tử trong mạch chẳng thì tu tới của toàn chỉnh và thì tu tới của toàn chỉnh ok chẳng cứ lấy về chỉnh ấy hay cho giảm tí cụ bởi vì thông này chân sửa cà phê sửa này chẳng cụ tới vì chờ tại này về bởi vì chắc cụ chọn chỉnh nhạc lại xe đó ok này nát bà chẳng chưa tu tử và khi nhóm số mình dây chia lại cái nạn tu tử rồi bỏ bạc đáy nơi p đại đại nâng miên chùm ngữ chưa tu tử vía bằng hát tại nơi lược dài chỉ vấn đề phía cho ra ơn tại mà đó mình tha đại na để bằng hát nơi lược bằng hát chùm ngữ cứ áp ra chất sắp bại sắp hiện rồi cứ bằng hát nơi lược sai chỉ vật ưu thọ sai chỉ vật đặt lại đi bọc con màu mà rối phía rồi đăng là trừ ủ thì hỏi chẳng hạn đại lại nâng nâng nhau có ủ thì hỏi nè thả bờ sân chỉ có đại lại nâng đại lại nâng bọc con chỉ trừ cái nông quầy nâng thả bờ đại lại nấy cứ bọc con chỉ trừ đại lại nấy bọc con chỉ trừ đó thì khơi đắt cứ đăng là trừ tầm mỏ tần nê mà rối phía rồi hỏi bao mình trừ thế có cổ sạ chạy đón ấy nào mỗi cả là chẳng ủ thì hỏi thật sai gì vậy chẳng ạ chẳng dù vật có đôi chơi chẳng thích đánh dương chi mạch cả chẳng á nè miền này thầy dương phơi nào cá thì bà lơ bởi dương điệp thiêu từ lơ cứ dương phơi đồng nào mình cả tỷ pro sân bạc sai chỉ vật đại đánh chẳng chẳng á nè hơi chưa tu tới sai chỉ vật bà đại đánh chẳng đang từ chưa hiền phu nói đại gồm hiền này cứ việc đang từ chưa mà rồi phải rồi ai đại đánh chẳng á hơi chỗ nẹ chùm ngữ xuất tầm miên bản này sai chỉ vật đạnh chắc ấy chùm lái ọt tì nè bà ọt tì chẳng nhung lục cháu lắm chẳng viên mình bà con chỉ đạnh chẳng ọt tì sai chỉ vật vào dưỡng nẹ chứ mình bà con đã đạnh tì chốc sai chỉ vật mấy đại chứ đại chứ cứ chỉ tu tới ưu tử hoa thật sai chỉ vật con nơi lại nắng ưu tử hoa chẳng nhung cu làng quýnh ưu tử hoa cùng sợ sát xong cùng đó tiết ưu thì hỏi chẳng tao bác có biết sai bài chế anh ấn có chữ đài chẳng hạn bài chất này chưa bài chẳng bài chỗ khăn ông dân gì tu tới đài chưa bài chẳng ạ bài chẳng đấng tài chư rồi bọn tái dương tay mơ thả tá mùi na chạy xài dượt bậc sạc bài một cá chứ tu tới mình sợi chư thì bài chỗ khăn ông gì tu tới cứ chư đài mà đó chùm ngứa ca lạc đài mà đó anh nói chỉ là cái tu từ này bà đại đại miến chung ngữ nè bà đại đại miến chung ngữ cứ bài nấn cứ mình nghe khóc tiền tái bà xanh bà đặt chứ thằng món cứ mà rồi phía rồi anh đặt chứ ạ nhưng mà xa khơi cứ thị trường là lục cứ xài nè chung ngữ cả chung ngữ mà hà rí thị trường là lục xài mình này thà việt miền á việt lục chứ anh nói cứ mà hà rí chơi ngữ cả xa hà hơi mà lấy nhầm lục chính mẹ cho lời này sai chỉ vượt qua này chẳng mạch đá ăn miệng đại phong nâng
hay mình ăn chứ rồi là dương xu mình bỏ ớt đại thoáng hạt ấy cỏ chữ đấy cứ chia xóm nổ bỏ ớt đại hạt ấy cỏ chữ hạt ở quay à lấy dương khơi sai chữ vật bỏ cỏ sai chữ vật bỏ cỏ này nhóm cu tôi viêm trắng xong mà chia sai vì ý bông ôn mơm phần này luôn này chứ này nếu cứ sai vì sao bỏ cỏ là mà này mối hay miền xài hợp dây tiền tá dạng hỏi nó còn được lại nâng này chẳng là lỡ xua thà miền xài phục bột ớt chẳng nơi về để dương mơ mơ chủng ngữ cứ dương trào mớ nhóm tâm tật khơi lưu tìm mồi thế đại chẳng cứ xài phục bột nhóm cú bọc hiếu tầm nàng ở phục bột nè xài phục bột đấy nè xài phục bột đấy nè nơi nè nếu cứ xài phục bột tại vì ở xã tế cứ việc xã tế cứ việc vi chụp việc làm vi chụp việc làm vi chụp việc làm chẳng chia từ đấy và chia từ đấy sai phục bột sai phục bột nó cứ miên chung một cái pì đại khi khơi kêu bạt đại mà chỉ nói nói chung luôn cái này được nè hay nói sốc mài nè tại cái nhóm mình mọt y tế đại xa tại thoải mà đá mình đã thiền trên bị phục dễ cái này vì mình cũng rất khó cái này chẳng ai chẳng khi ông chưa mọt rồi ấy mình ở miền cà riên sâu cù khóc nè gầm nứt khóc nè chuột nè khá tới cô mà giang đấy gầm ói ngặt chẳng cứ như tu tới cứ xài phục bút vẽ sợ lo chẳng á chẳng khi mình dây đã đại xài cứ trâu tai sạt tùm húm chùm rỡ pro vánh riêng cứ sạt po sạt tiệt tùm hôm chùm rơ bảo vay po riêng rồi bọc xài nó cứ sạt tại mà được xài đấy cứ sạt tê xài phục bột nó xài bọc kêu nó sạt tê thì mỗi vía 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 chẳng á chẳng xài phục bột nó cứ chmua rồi bỏ vía cứ xài chmua vía nè chmua vía cứ xài business chmua thác xài rau xì nó cứ khá hai chẳng lúc là tiết hai tháng sẽ hai lần hai tháng sẽ sọc cổ phiếu chẳng sọc cổ phiếu cứ mưa phục bột tại sọc cổ phiếu nơi cứ bật tiền đi kỳ trang tại hai tháng sẽ dạy tên hiệp lịch bản này ông lê miền bịa về tại nhóm sông hai không ai cho lịch ông lê cho ông lê hai tháng sẽ tất bỏ mặt oh my god sai tắc pro mặt sai tắc pro mặt sai tắc pro mặt sai tắc pro mặt mình đây là tắc pro mặt phía trên cứ cung cường từ lâu bỏ bom lẻ hà nơi không luôn chẳng ao từ miền bắc hà tắc pro mặt cứ mình nói đang miền trung người chẳng nghe nè đang miền trung người ai nam mùi anh đang tăng cả buồn về chia pet rồi về về miền cả buồn pet mà tiền cả buồn pet bỏ ra chẳng ao để tắc bỏ mặt nó đau sưu là cái nông phật sát na cái đời cứ như vậy ao để tắc bỏ mặt đau sưu là có chim miền chủng ngữ cả là tam rồi vậy tắc bỏ mặt nó chẳng cứ tắc bỏ mặt cứ cái lái sầm khăn riêng kì sầm gặp thai toàn sọc cái phèp cái nông nơi cái nông có buồn pèt rồi bỏ về chi về chẳng trong nghĩa màu sai nông quên đặt đá miền này thà sai phục bút sai nứng bao vi sa chẳng ở đây thế còn tái bao vi mà hỏi vì vì chỗ vị là chẳng cứ mà nó cứ miền bảy nhà sọc hiệp tí mùi nè bà tí mùi cứ xài phục bột cứ như vậy tha xài nó to thì sạch chẳng tam từ đây cừu khác lược lãng thá tam sự phơi khác lược lãng thá rồi xài phục bột bờ miến đôi mình là ở miền này thôi vì vì việc đặt về chứ bờ sân chỉ dương ai thì thà cục sai bá nó dương mình dương sôm mình oi miên từ mỏng sai phục bột nè phục sai phục bột nè miên bờ miên sát cứ lò tái bờ miên ở sát cứ bành hà chẳng nghe nè chẳng mà cái hàng thật sai sọc hiệp và dân bao vì cả làng thật sai nó ngã sát thế cứ miên bành hà chẳng gì chẳng nghe nè chẳng sai nó hàng thật sọc hiệp của bán hàng thật business của bán chu vì chu áp bẹp bón tiền pì ở lấy nhóm sôm lục trình vĩnh nhóm sôm lục trình vĩnh và nhóm sông lục trên vinh tầng ó đây mà đón và chẳng cứ nhóm sông lục trên vinh tầng ó sai nó cái hai thật sai tật bằng mắt sai sọc hiếp
ឬខ្សែអាជីវកម្មហើយសួរថាមើលមិនដឹងម្ដងមើលខ្សែអាជីវកម្មម្ដងមើលសុខភាពម្ដងហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានស៊ីជម្រៅច្រើនអញ្ចឹងនិយាយមកយុបអស់ទេអញ្ចឹងខ្ជិលនិយាយចប់ត្រឹមហ្នឹងតែឥឡូវសួរថាមិនបានឈឺឥឡូវខ្ញុំអោខ្សែពពុតនឹងឡើងវិញខ្សែពណ៌ខៀវចឹងខ្សែនេះគឺខ្សែនេះអង្កាញ់កាញ់កាញ់នេះខ្សែពពុតនឹងឡើងវិញទី1ទី2តើមានខ្សែបុកមកទេមាននេះចម្លើយគឺខ្ញុំមើលទៅហេតុអីបើគាត់ឈឺខ្ញុំយកមកមើលណាខ្ញុំយកមកផលិតខ្ញុំសុំមើលដើម្បីយកមកធ្វើមេរៀនអញ្ចឹងគឺនេះគឺខ្សែគាត់បងអូនឃើញណាខ្សែហ្នឹងគឺខ្សែកាត់ហ្នឹងកាត់ខ្សែជីវិតតែញ៉ាត់ចូលមកបុកខ្សែជីវិតដូចគ្នាឃើញអត់អូនឃើញដែរខ្សែនេះខ្សែនេះដូចគ្នាគឺមកកាត់ខ្សែពពុតដូចគ្នាអញ្ចឹងណាជាយូទូទៅខ្សែដែលរត់ចេញទៅតឹងខ្សែបែបហ្នឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពនៃជាទីរាប់អានម្ដងហើយថាខ្សែដែលរត់ទៅតឹងដៃទៅតឹងដៃណាទៅតឹងមានន័យថារត់ទៅតឹងទៅតឹងខ្ញុំហៅថាខ្សែឋានរុខជាពិសេសគឺខ្សែដែលរត់កាត់នៅក្នុងថ្លើមដៃហ្នឹងមេដៃហ្នឹងដែលគេហៅថាខ្សែភពអង្គាហ្នឹងជាទូទៅវារត់ចេញពីម្ដុំនេះអញ្ចឹងខ្សែហ្នឹងប្រសិនបើវារត់ចេញមកប៉ះខ្សែជីវិតមានបញ្ហាជីវិតប៉ះខ្សែវាសនាមានបញ្ហាលើលុយកាក់រត់កាត់មកប៉ះលើខ្សែសុខភាពគឺអ្នកហ្នឹងប្រកាសជួបបញ្ហាផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់មានបញ្ហាអីរាល់ថ្ងៃគាត់បញ្ចូលឈាមរាល់ថ្ងៃអស់ប្រហែលជា100ផ្លោកហើយតាំងពីឈឺមកណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាអ្នកដែលមានជំងឺមិនប្រកាសថាមិនប្រកាសថាម៉េចមិនប្រកាសថាតើតែបញ្ហានៅលើខ្សែជីវិតនៅកន្លែងនេះឬនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះដាច់ខ្សែជីវិតអាលុបខ្សែជីវិតមិនប្រកាសទេគឺយើងត្រូវមើលទៅលើខ្សែភពពុតឬយើងហៅថាខ្សែសុខភាពក៏បានហៅថាខ្សែអាជីវកម្មក៏បានហៅថា business ក៏បានហៅថាខ្សែទឹកប្រមាត់ក៏បានភពពុតគឺគ្រប់គ្រងទឹកប្រមាត់អញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលភពពុតនឹងមិនសូវល្អជាទូទៅគឺវាបញ្ហាទឹកប្រមាត់មិនសូវមានគុណភាពរំលាយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមិនសូវល្អអញ្ចឹងពេលរំលាយអាហារមិនសូវល្អពេលស្រូបចូលក្នុងខ្លួនទៅបង្កទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាដោយសារទឹកប្រមាត់ហ្នឹងចូលក្នុងឈាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងពណ៌ខៀវពណ៌ស្លេកជាទូទៅណាគឺពណ៌ខៀវពណ៌ស្លេកលឿងលឿងអ្នកហ្នឹងណាមើលទៅអត់សូវមានឈាមទេហើយគាត់នេះគាត់កើតជំងឺខ្វះឈាមហើយខ្ញុំសួរថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយទឹកប្រមាត់ទេគាត់ថាអត់ទេពេទ្យថាខ្វះឈាមអូខេអញ្ចឹងក៏ខ្វះឈាមទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំស្មានខ្វះទឹកប្រមាត់អត់ស្មានមានបញ្ហាទឹកប្រមាត់ទៅអញ្ចឹងគឺគាត់បញ្ហាគាត់គឺខ្វះឈាមបញ្ចូលឈាមរហូតហ្នឹងឯងរងថ្ងៃហ្នឹងណាហើយគាត់ទៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺ2ខែហ្នឹង2ខែ2ឆ្នាំហ្នឹងគឺពេលដែលវ័យមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺឈឺបដោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលមានខ្សែកាត់ជីវិតពុបគឺដឹងឈឺឬក៏មានបញ្ហាអីណាមួយវាអាស្រ័យទៅលើខ្សែដតីទៀតអញ្ចឹងណាខ្សែជីវិតយើងមើលដើម្បីផ្ទៀងថាតើមានបញ្ហាប៉ុន្តែដើម្បីដឹងថាបញ្ហានឹងអីគឺយើងទៅមើលបញ្ហាផ្សេងទៀតទៅមើលខ្សែពពុតទៅមើលខ្សែវាសនាទៅមើលខ្សែព្រះអាទិត្យទៅមើលខ្សែបេះដូងទៅមើលខ្សែពាពាយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាអ្នកនឹងមានបញ្ហាអីឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនថ្មីស្រឡាងថ្មីចេះទៅបកពិកេសអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចែករំលែកឲ្យបានច្រើនផងណាបាទហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយនៅមេរៀនថ្មីបន្តទៀតប្រសិនបើមានណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា